Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẻ chia không ta. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui, hãy yêu thương vun đắp trên đời vì phụ nữ là số một. Ra đây phở chị Châu ơi. À, để đấy cho chị. Em treo cửa đấy nha. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thơm quá. Ui, thơm thế cơ chứ lị. Phải công nhận đấy, từ ngày có hàng phở thằng Lâm này, tiện thật đấy. Thanh toán một lần, ăn cả tháng. Dồi ôi, cái bà này. Làm gì đây? Ôi, này dồi ôi. Hôm nay tôi đi lấy vé số nhá, 3 tỷ đồng cơ, cô bỏ hàng cho tôi đi. Bà nhìn đây này, tại bà đấy. Này, tôi nói cho bà biết nhá, từ bây giờ trở đi ấy, buổi sáng ấy, vía giữ thì ở trong nhà, đừng có đi ra ngoài. Toàn hại người thôi. Đây là do cô nhá, sao cô lại đổ cho tôi? Tại bà ấy. Tại mình ấy. Tại bà ấy. Rõ là ruột bực cá mình. Rồi ôi. Mẹ ơi, con đi học đấy mẹ. Ôi trời ơi, đi vào. Đi vào ngay trong nhà, đi vào ngay. Không có đi đâu cả. Trong nhà, thì con nó đi học chứ, hôm nay nó thi đấy nhá. Trời ơi, muộn cái gì mà muộn. Bây giờ bố con anh ra đầu ngõ nhá, gặp cái bà Lý nặng vía ấy mà. Chỉ có mà không làm được bà ấy, đừng có nói là muộn thi. Ôi trời ơi, em lại như thế rồi. Mà này, cái gì? Anh ý là không quan trọng cái việc ấy đâu nhá. Thắng hay thua là do mình cả. Thế à, anh nhìn như kìa, đấy. Vì gặp bà mà đổ nguyên cả tô phở ấy kìa, nhìn thấy chưa? Đây này, người em bẩn hết rồi đây này. Rồi ôi. Dính cả rau thơm kìa. Chứ còn gì nữa. Anh không biết à? Cái chú Hòa ấy, đang đi xe máy ngon lành nhá, tự dưng gặp bà Lý phát, đâm đầu vào cột điện luôn. Đấy, bây giờ nằm ở nhà ấy, băng quấn đầy đầu. Thế là tại vì chú ấy vừa đi vừa nghe điện thoại thôi. Ờ đúng rồi, vừa đi vừa nghe điện thoại cho nên mới thế. Đúng đúng cái gì? Thế anh thử nghĩ xem, cái đàn mèo nhá, nhà cô Hòa ấy, xinh như thế. Thế mà bà Lý bà sang bà chỉ lượm một phát thôi. Từ sáng đến chiều con mèo mẹ cắn chết cả đàn mèo con luôn. Chứ không là nặng vía thì là cái gì? Ôi giời ơi, cái mấy cái con mèo hèn đi chết thì có vấn đề gì đâu mà. Tôi không nói nhiều, đi vào trong nhà, 10 phút nữa mới được đi. Sao lại 10 phút? Khổ quá, đi vào đi, đi lên. Ôi giời ơi, cái gì đấy đó. Chị, đi vào đi. Tại sao hai bố con đi học mà lại vào thế? Ôi giời ơi, đi ra ngoài cửa ấy, gặp bà Lý nặng vía nhá, chỉ có mà học việc thôi, đi vào đi. Không, em phải đi có việc. Cái việc cái gì mà việc khổ quá, tôi lại đi vào. Rồi ơi chị này, chị cứ nói linh tinh, nghi ngờ người ta, khổ thân người ta. Khổ cái gì mà khổ, không đi thì đi đi. Rồi thôi, chị đi vào nhà đấy, em phải đi. Nói thì không nghe, cá không ăn muối cá ươn. Cô bà đi về, bà về hỗn tội cái nhau. Hỏi Châu, hỏi cái gì? Cô Châu ơi, cái gì? Cho tôi hỏi cô Ngân. Quá, tôi không có tìm tiếc ai hết nhá. Tôi đã dặn bà rồi, buổi sáng nặng vía thì ở nhà, đừng có lang thang ra ngoài đường, toàn hại người thôi. Ôi, này, cô ăn nói thế mà nghe được à? Tôi sang tìm cô Ngân chứ tôi tìm cô à? Không có tìm tiếc gì hết nhá, không có tìm ai cả. Mình ơi! Cái gì đấy? Mang cho em chai nước vang ra đây, em rội cái chỗ này kinh quá mình ạ. À. Này này này, chú nghe vợ chú nói như thế có quá đáng không? Vừa thôi chứ. Vừa cái gì? Này Châu, em buồn cười thật đi. Vừa phải phải thôi. Anh chả biết cái gì cả. Anh không nghe lời em nhá. Anh thử đi mà xem. Gặp cái bà nặng vía này chỉ có mà sôi hỏng bỏng không trả được cái việc gì hết. Trời ơi, em làm cái xấu hổ quá đấy. Xấu hổ cái gì? Đúng là. Này, tôi nói cho cô nghe nhá. Hàng xóm láng giềng với nhau. Chị Lý. Chị Lý ạ. Cô Ngân à? Dạ. Trời ơi, tại sao tôi tìm cô? Này, cô có biết không? Cái vé số mà hôm qua chị chào cô ấy. Dạ. Mà khi đuôi ngày sinh nhật của cô ấy. Ôi dồi ôi. Sao hả chị? Có đúng là ngày sinh của cô không? Dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi. Chị đã cảnh báo em rồi mà sao em không nghe lời chị là thế nào hả? Tự dưng lại bỏ tiền ra mua vé số, bây giờ mất tiền oan chưa? Đúng là dở hơi. Mất tiền oan gì đâu. Thực ra em thấy cái tờ vé số đấy nó đẹp, trùng đúng với ngày sinh của em. Đẹp cái gì mà đẹp? Mua ủng hộ chị. Vâng. Tôi vía nặng cho nên cô Kim Ngân mua vé số của tôi hôm qua trúng 30 triệu đấy. Hả? 30 triệu á? Ôi chị ơi, chị nói có thật không ạ? À? Có đúng là 30 triệu không ạ? À? Chị dối cô làm gì? Chị tìm cô suốt từ sáng tới giờ. Đây này, thật cô, đây đâu, đến cho xem nào. Đây, đây không phải là của cô nhá. Tôi nặng vía, cô cầm vào đây nó cũng nặng đấy. Tôi đốt vía rồi, đưa đây. Đâu, mở ra xem nào. Đây rồi, đúng rồi, trời ơi, đúng vé số của em rồi, đây này thấy chưa, 30 triệu nhá. Mua mà
chả bảo chị gì cả. Bảo chị nhá, hai chị em mình mua có phải là trúng gấp đôi số tiền đâu. Thôi. Hai chị em cùng mua. Thế cô không nhớ là sáng hôm qua tôi mời cô mua vé số của tôi. Thế là cô tự đánh rơi cái cặp lồng phở rồi đổi tại cho người ta là nặng vía với nhẹ vía. Nói thế mà nghe được à? Này thôi hai chị. Em có ý kiến như thế này. Hôm nay em đã may mắn trúng được 30 triệu. Thực ra em biết cái may mắn này là do chị Lý mang lại cho em. Thế cho nên là em quyết định tổ chức mời cả nhà tối nay đi ra ngoài hàng ăn. Và em mời cả chị Lý đi cùng gia đình em nữa. Chị cảm ơn lời mời của cô. Nhưng mà thôi cô ạ, tôi đi nặng vía mang xui xẻo đến cho mọi người. Hả? Chị Lý này, thôi chị thông cảm cho em nhá. Tất cả cũng tại cái tính của em ấy mà, nó cứ hay nóng nảy xong rồi là cứ mê tín rồi là mất hết cả tình chị em nhá. Thôi bỏ qua cho em nhá. Bỏ qua. Vâng. Thế thì từ ngày mai, vâng, sáng nào chị cũng đến đây. Vâng. Mời cô mua vé số. Hả? Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui. Hãy yêu thương vun nhớ trên đời. Vì phụ nữ.